Mến chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Bản tin nóng. Hãy dành ra 20 phút mỗi ngày để cùng chúng tôi cập nhật những tin nóng hổi trong suốt 24 giờ vừa qua. Tội phạm tham nhũng là giặc nội xâm, không thể khoan nhượng. Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn 2012-2022, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí kiến nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu đề xuất cách làm theo hướng tăng phòng ngừa, giảm xử lý hình sự mà thay thế bằng khởi kiện dân sự và tạo điều kiện cho chủ thể sai phạm khắc phục hậu quả. Ý kiến này đang thu hút nhiều tranh luận của các chuyên gia. Trao đổi với phóng viên tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ, đại biểu Quốc hội khóa 14 cho biết, ông không ủng hộ đề xuất này. Thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ phân tích, chúng ta cần khẳng định tội phạm là tội phạm, không thể phân biệt tội phạm kinh tế với tội phạm hình sự như một số phân tích. Trong Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người ta chia ra thành các nhóm tội phạm. Chẳng hạn, tội xâm phạm an ninh quốc gia, tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tội xâm phạm trật tự công cộng. Cho nên, tội phạm kinh tế nói chính xác là tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế thì cũng đều là tội phạm hình sự. Và đã phạm tội thì đều phải chịu hình phạt. Ngoài trách nhiệm hình sự, đối tượng còn phải trả tài sản đã chiếm đoạt hay còn gọi là bồi thường thiệt hại đã gây ra. Theo Điều 439 Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2015, có quy định một biện pháp pháp lý hình sự nữa, đó là buộc nộp một khoản tiền để bảo đảm thi hành án áp dụng đối với pháp nhân bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử về tội mà Bộ Luật Hình sự quy định hình phạt tiền hoặc để đảm bảo bồi thường thiệt hại. Tức là, đối với những tài sản đã tham nhũng chiếm đoạt, buộc phải bồi thường, chứ không phải là bồi thường rồi thì không phải đi tù nữa. Cũng phải khẳng định, cơ chế ít nhiều có tính chất giảm nhẹ, đó là điểm B khoản 1 điều 51 Bộ Luật Hình sự, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. B. Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả. Theo đó, chúng ta chỉ có thể coi đó là một tình tiết giảm nhẹ, không thể coi đó là tình tiết thay thế cho trách nhiệm hình sự. Ở điểm C khoản 3 điều 40 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định, không thi hành án tử hình đối với người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ mà sau khi bị kết án đã chủ động nộp lại ít nhất 3/4 tài sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn. Luật đã quy định rất rõ. Đặc biệt, về phương diện chính trị pháp lý, phải nói tội phạm tham nhũng chính là bè lũ giặc nội xâm. Cho nên về quan điểm chính trị, tôi cho rằng không nên khoan nhượng với tội phạm này. Chúng ta sẽ thấy một điều rất đau buồn. Trong khi trên cả nước, tính đến thời điểm hiện tại, có biết bao nhiêu các em, các cháu đã phải mất đi bố mẹ vì dịch bệnh COVID-19. Vậy mà trong khi đó, một số người có chức, có quyền lại lợi dụng chính dịch bệnh ấy để trục lợi. Theo Thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ, trong diễn biến của tội phạm thường chỉ bị phát hiện khi gạo đã nấu thành cơm, khi người phạm tội đã chiếm được tài sản. Đương nhiên, trong lúc đó, tội phạm đã có quỹ thời gian để tẩu tán tài sản. Do vậy, ông nhận định, việc tẩu tán tài sản đương nhiên là một khó khăn, khách quan trong việc thu hồi tài sản tham nhũng. Tuy nhiên, còn một lý do mang tính chất chủ quan từ phía các cơ quan chức năng thực thi, đó là câu chuyện không điều tra triệt để tìm xem dòng tài sản đó đi đâu. Những kẻ tham nhũng chắc chắn là những kẻ có chức, có quyền và phần đa các vị đã có nhà cao, cửa rộng, có tài sản. Luật Tố tụng Hình sự quy định hai biện pháp, kê biên tài sản và phong tỏa tài khoản. Việc này, theo tôi, trước đây chưa được áp dụng triệt để. Đáng lẽ, khởi tố bị can mà đây là án tham nhũng thì phải làm ngay động tác kê biên tài sản và phong tỏa tài khoản thì sẽ ngăn chặn được dòng chảy của tài sản tham nhũng. Đó là giải pháp mà nhiều đại biểu Quốc hội đã đề cập từ trước đây. Chính sự chậm trễ trong việc kê biên tài sản trong giai đoạn điều tra, truy tố là nguyên nhân dẫn tới nhiều đại án khó thu hồi tài sản phạm pháp. Mặc dù theo quy định pháp luật, tài sản có nguồn gốc phạm tội dù đã chuyển dịch quyền sở hữu cho người khác cũng bị kê biên, phong tỏa để đảm bảo thi hành án. Song để làm rõ được nguồn gốc tài sản bất minh là chuyện không dễ. Điều 128 Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2015 quy định về đối tượng kê biên và phạm vi áp dụng. Kê biên tài sản chỉ áp dụng với bị can, bị cáo về tội mà Bộ Luật Hình sự quy định hình phạt tiền, bị tịch thu tài sản hoặc để đảm bảo bồi thường thiệt hại. Quy định trên của pháp luật cũng có nghĩa, việc kê biên tài sản chỉ được quyền áp dụng khi nào đối tượng bị khởi tố, bị can hoặc khi bị đưa ra xét xử. Còn trước đó, dù đối tượng bị thanh tra, kiểm toán, kể cả trong giai đoạn khởi tố vụ án nhưng chưa khởi tố bị can, cũng đều được miễn trừ trách nhiệm. Đây chính là kẽ hở của pháp luật, vô hình chung biến thành thời cơ, giúp cho tội phạm có điều kiện tẩu tán, che giấu, hợp lý hóa tài sản phạm tội mà có.
luật đã quy định rõ ràng. Tuy nhiên, yếu tố con người trong việc thực thi pháp luật vẫn luôn là quan trọng nhất để không còn chuyện lợi dụng kẽ hở mà làm bậy. Bắt cựu giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cùng nhiều bị can. Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 7, tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an đang điều tra vụ án tổ chức môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tỉnh Bình Dương và một số tỉnh, thành phố khác. Theo đó, cùng ngày 18 tháng 7, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét đối với ông Lê Minh Quốc Cường, cựu Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước đó, liên quan đến vụ án này, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Thanh, trưởng phòng việc làm thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương, Nguyễn Kiên Cường, chuyên viên phòng chính sách lao động thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương về tội nhận hối lộ, và 4 bị can khác về các tội tổ chức môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, đưa hối lộ. Các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 bị can nêu trên đã được Viện Kiểm sát cung cấp phê chuẩn trước khi thi hành theo quy định. Vụ án đang được điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật. Chỉ vì sợ sai. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, tại công văn số 4453, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai thực hiện việc giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để được hướng dẫn. Trước đó, theo quyết định số 08 ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ đã quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Hai đối tượng được nhận hỗ trợ là người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị trường lao động với mức 500.000 đồng một người một tháng và 1 triệu đồng một người một tháng. Thủ tục để được nhận hỗ trợ đơn giản, thời gian giải quyết nhanh, thuận tiện cho doanh nghiệp lẫn người lao động trong diện được thụ hưởng. Những tưởng chính sách hỗ trợ rất thiết thực này sẽ được triển khai nhanh chóng, không có vướng mắc. Tuy nhiên, tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ chiều 4 tháng 7 năm 2022, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh cho hay, sau hơn 3 tháng triển khai, nhưng tỷ lệ giải ngân gói hỗ trợ vẫn rất thấp. Cụ thể, tới thời điểm đó, các Sở Lao động Thương binh Xã hội các tỉnh, thành phố mới tiếp nhận hồ sơ của 13.880 doanh nghiệp để hỗ trợ cho 558.024 lao động với kinh phí hỗ trợ hơn 357 tỷ đồng tại 45 địa phương. Đáng chú ý, chỉ có 15 địa phương giải ngân cho 13.541 lao động với kinh phí hơn 70 tỷ đồng. Đứng trước tình hình này, ngày 13 tháng 7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu Bộ Lao động Thương binh Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan địa phương liên quan có giải pháp đẩy nhanh việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Theo quyết định 08, gói 6.600 tỷ đồng, người lao động đang làm việc nhận hỗ trợ 500.000 đồng một người một tháng, tối đa 3 tháng. Mức hỗ trợ đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động 1 triệu đồng một người một tháng, tối đa 3 tháng. Dự kiến có 3,4 triệu lao động thụ hưởng chính sách này. Sau hơn 3 tháng triển khai, mới chỉ khoảng hơn 1% số người lao động trong diện thụ hưởng được nhận tiền từ gói hỗ trợ là quá thấp. Một trong những nguyên nhân quan trọng khiến việc giải ngân gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động chậm trễ chính là việc địa phương sợ sai nên yêu cầu thêm các xác nhận. Trong khi yêu cầu chỉ cần xác nhận của chủ nhà trọ, nhưng nhiều nơi đòi hỏi có cả xác nhận của chính quyền địa phương, xã, phường. Về phía doanh nghiệp cũng lại sợ sai nên khi lập danh sách và nộp bảo hiểm xã hội cũng bị chậm. Đây có thể coi là nguyên nhân bao trùm, tuy nhiên còn nhiều nguyên nhân khác. Theo bà Phạm Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Zayaki EDS Việt Nam, tỉnh Bình Dương, nơi có số lượng lao động được hưởng chính sách này nhiều nhất cả nước, công ty đã chủ động gửi hồ sơ cho các cơ quan chức năng theo từng đợt. Tuy nhiên, cơ quan chức năng trả lời phải chờ đủ hồ sơ của tất cả lao động trong công ty thì mới giải ngân một lần. Theo tôi, cơ quan chức năng nên linh động giải ngân theo từng đợt, chứ không thể chờ đủ rồi mới thực hiện, bà Nhung nói. Một số ý kiến còn cho rằng nếu để người lao động tự làm hồ sơ, có thể sẽ không đúng theo quy định. Vì vậy, cần có sự hỗ trợ của bộ phận nhân sự công ty, người lao động chỉ cần đi xác nhận và ký nữa là xong. Và trên thực tế, nhiều doanh nghiệp đã làm như vậy, đã gửi hồ sơ đi. Nhưng không hiểu vì sao cấp trên lại chưa triển khai các bước tiếp theo. Không biết vướng ở khâu nào trong quy trình,
sau khi lập hồ sơ ra rà soát, xác nhận, xét duyệt và trình phê duyệt. Một trong những nguyên nhân được Sở Lao động Thương binh Xã hội địa phương đưa ra dẫn đến sự chậm trễ là do thiếu cán bộ thẩm định hồ sơ. Nhân lực hạn chế, quá trình thẩm định đòi hỏi phải chính xác nên nhiều cán bộ thực hiện quá mức cẩn thận, dẫn tới người lao động bị thiệt thòi. Hỗ trợ tiền thuê nhà là chính sách tốt đẹp của chính phủ dành cho người lao động, san sẻ gánh nặng tài chính với người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 cũng như sau dịch. Số tiền tình nghĩa đó nếu càng chậm đến tay người lao động thì lại càng giảm ý nghĩa. Những lý do dẫn đến sự chậm trễ ấy cần được gỡ bỏ sớm, nhất là do sợ trách nhiệm, sợ sai.